Sau trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung thì trong suốt những ngày gần đây, tình trạng môi trường bị ô nhiễm đã khiến cho nhiều đàn vật nuôi ở tỉnh Hà Tĩnh bị mắc bệnh. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì địa phương này đã phải tiêu hủy gần 100 con lợn do mắc bệnh tai xanh. Dịch lợn tai xanh được phát hiện tại hộ anh Võ Văn Trương, thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 19 tháng 10 với biểu hiện đỏ người, mệt mỏi, chán ăn và chết rải rác. Sau khi có kết quả dương tính về bệnh tai xanh ở đàn lợn, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm 8 hộ chăn nuôi trong thôn với 97 con lợn bị bệnh tai xanh. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh nói trên. Nhằm khống chế không để dịch lan ra diện rộng, huyện Cẩm Xuyên đã cấp 98 lít hóa chất, 1 tấn vôi bột, 2.000 liều vaccine tai xanh tiêm phòng, tiến hành lập 4 chốt canh để ngăn chặn tình trạng mua bán vận chuyển lợn bệnh ra ngoài làm lây lan sang các vùng khác.